cái phần khác là các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái trang bìa bằng cách nào. Như vậy trong cái phần mà insert, các bạn sẽ xem nó sẽ có cái phần là cover page. Cover page tức là chúng ta sẽ tạo cái trang bìa ở đây. Như vậy trong cái phần này nó cũng có những cái mẫu có sẵn, mẫu có sẵn chúng ta có thể là tải thêm từ trên trang web của Microsoft, hoặc là chúng ta sẽ lấy những cái mẫu mà có sẵn ở đây để chúng ta làm cái trang bìa cho cái cuốn báo cáo assignment của chúng ta. Như vậy giả sử thầy lấy cái mẫu này đó, lúc nãy mình có một trang thôi, nhưng khi mình insert cover page thì nó tạo thêm một trang nữa và trang này là trang bìa. Như vậy các bạn sẽ design trong này cho thầy, các bạn có thể là chèn thêm cái logo của FPT vô đây. Như vậy mình chèn cái picture và mình chọn đến cái logo của chúng ta. Rồi giả sử mình có cái logo, mình add vô đây. Rồi, rồi nội dung ở dưới các bạn cho thầy là cái assignment 1. Các bạn ghi đầy đủ vô assignment 1. Rồi năm học của chúng ta 2019. Bạn có thể lấy mẫu khác. Như vậy với một cái mẫu thì các bạn có cái nội dung nó khác nhau, thì cái này nó cũng không có quan trọng. Quan trọng là có cái logo của trường và có cái nội dung là các bạn để là assignment 1 cho thầy. Phía dưới này các bạn để họ tên, mã số sinh viên của các bạn. Ở dưới là họ tên. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cái tổng quan. Rồi cái hình ảnh này các bạn có thể thay đổi bằng một hình ảnh khác. Và cái tiếp theo là các bạn sẽ tạo cho thầy, bỏ cái trang này đi, để tí nữa mình làm cái phần mục lục. Control Enter thì mình sẽ nhảy qua cái trang khác. Đây các bạn nhìn ở đây, khi mà nếu như các bạn từ đây mà các bạn muốn có một trang mới, có phải là các bạn Enter liên tục không, nó mới nhảy qua một cái trang khác, đúng chưa? Nhưng mà như vậy thì nó không có được thuận tiện lắm, mà chúng ta sẽ làm gì? Control Enter để chúng ta nhảy ngay đến một cái trang mới. Control Enter. Vậy chỗ này nó sẽ xuất hiện một cái dấu gọi là Fresh Page, và nó bẻ gãy cái trang này, nó xuất hiện qua một trang khác. Như vậy phần này nó cũng rất là quan trọng. Giả sử ở đây các bạn để là chương 1, rồi ở dưới này các bạn có một đoạn test. Các bạn có một đoạn test. Và qua đây các bạn sẽ enter liên tục. Bình thường các bạn sẽ làm như thế. Và chúng ta có ở đây là chương 2. Và dưới này chúng ta cũng có một đoạn test khác. Như vậy chúng ta có hai chương. Đúng chưa nào? Rồi. Giả sử chương 1 của chúng ta, sau đấy chúng ta làm gì thêm một phần nào đó, nó dài thêm. Như vậy nó vẫn đang còn nằm trong cái phần trang 1 này. Nhưng mà chương 2 của chúng ta tự động nó nhảy xuống dưới. Và nếu như các bạn enter liên tục như lúc nãy chúng ta làm, thì cái việc mà các bạn chỉnh cái chương 2 này nó về đầu trang rất là mệt. Cho nên ngay từ lúc này, nếu như các bạn không có enter liên tục mà ở ngay vị trí này, ví dụ như cuối cái phần chương 1, các bạn Control Enter thì ở phần phía trên, ở phần phía trên này các bạn thêm bao nhiêu là tùy các bạn. Khi mà tự động nó sang trang khác thì cái chương 2 của chúng ta nó tự động nó sang đầu trang của một cái trang mới. Như vậy nó thuận tiện cho chúng ta trình bày, chúng ta khỏi phải chỉnh sửa nhiều.
đó là chúng ta dùng Control Enter. Cái tiếp theo trong cái nội dung statement này chúng ta sẽ làm gì? Control Enter xuống đầu tiên, các bạn sẽ cho thầy cái, ở đây là các bạn để cho thầy là lab 1 2 lab 1. Rồi phía dưới một la mã. Một la mã nội dung kiến thức. Nội dung kiến thức lý thuyết. Tức là chúng ta sẽ tóm tắt cái phần lý thuyết mà chúng ta sử dụng để làm cái bài lab 1. Được chưa? Như vậy các bạn xuống đây các bạn sẽ đưa cho cái nội dung vô đây là gạch đầu dòng thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng là định dạng đoạn. Rồi định dạng phong. Ví dụ như thế. Như vậy các bạn xem lại cái bài lab 1 là mình cần cái gì? Mình cần cái gì thì các bạn đưa vô đây. Đó, kiến thức gì đó nữa thì các bạn đưa vô. Rồi cái la mã thứ hai là các bạn sẽ làm cho thầy là nội dung, là nội dung bài lab. Và copy cái nội dung của bài lab vô đây. Giả sử như bài lab các bạn đã làm rồi. Summer block 1. Ví dụ thầy lấy một cái bài lab bất kỳ. Đây, nội dung lab 1 của các bạn là bài này. Control C. Các bạn dán vô đây. Vậy nếu mà nó có thay đổi thì các bạn chỉnh sửa lại. Sau khi mình dán vô rồi, các bạn chỉnh sửa lại. Đó là mình có được cái nội dung của lab 1, lab 2, lab 1. Yeah. Nội dung của lab 1 các bạn dán vô. Như vậy các bạn chỉnh sửa lại, nó nhảy phông, nhảy chữ, nhảy gì đó các bạn chỉnh lại. Tiếp tục, sau khi cuối cái lab 1 này, chúng ta sẽ, nếu mà từ đây mà các bạn enter xuống là nó bị dính cái liên kết ở phía trên thì các bạn double click ở đây nè. Là nó tạo ra một cái dòng mới mà không liên quan gì đến ở trên hết. Control Enter. Các bạn sẽ làm cho thầy là lab 2. Rồi tương tự như thế. Các bạn sẽ có cũng là một la mã. Các bạn sẽ có nội dung lý thuyết. Cái giống như là cái phần mà thầy làm ở trên. Rồi xuống đây các bạn cũng có là nội dung bài lab. Bài lab 2. Rồi trong phần lý thuyết này, các bạn xuống đây các bạn cũng gạch đầu dòng. Nó lý thuyết ABC gì đấy. Rồi xuống đây các bạn sẽ đưa cái nội dung của cái lab 2 vô đây. Được chưa? Copy cái nội dung của lab 2 vô. Rồi và cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ làm cái mục lục để cho nó xuất hiện ở đây. Thì chúng ta chọn lab 1 là nó nhảy đến lab 1, chọn lab 2 nó nhảy đến lab 2. Như vậy làm sao để chúng ta làm được việc đấy? Và cái việc chúng ta làm về cái phần mục lục đấy thì rất là nhiều cách làm. Rất là nhiều cách làm. Và thầy chỉ cho các bạn cái cách làm đơn giản. Một cách làm để các bạn làm đơn giản. Như vậy thì ngay từ đầu, ở cái phần lab 1, lab 2 này, có phải là chúng ta sẽ lặp lại 16 lần không? 16 lần. Như vậy các bạn sẽ định nghĩa cho thầy theo cái dạng chỉ mục ở trong này nó có nè. Violet. Tức là bạn đánh dấu đầu dòng theo một cái ký tự nào đấy. Rồi bạn numbering là đánh chỉ số 1, 2, A, B, C, Y, vân vân. Và nếu như bạn đánh theo cái chỉ số này thì khi mà chúng ta lặp lại ở một vị trí mới, nó không tự thay thế. Ví dụ mình đánh ở đây là một la mã 11, mình enter nó sẽ qua 12,
Enter nó sẽ gõ là 13. Nhưng mình muốn nhỏ hơn, Enter xuống, mình chọn lại, đổi lại, xóa đi, mình sẽ đổi lại là một một nhỏ, một 1.1, 1.2. Bây giờ xuống đây, Enter, xóa bỏ cái này, quay trở lại mình đánh 1, 2, 3. Như vậy thì nếu như vậy nó sẽ không có liên tục, có thể là chỉ số này nó sẽ nhảy, chỉ số này nó sẽ nhảy. Trên này giả sử bạn đã định nghĩa là in đậm, in nghiêng chữ màu xanh và size của bạn cho lớn lên. Xuống dưới đây bạn cũng tương tự, thì có phải là bạn copy định dạng xuống được đúng không? Mình sẽ chọn ở đây và mình chọn cái chổi để mình copy định dạng xuống. Xuống dưới đây, chỗ này của mình là 1, 2.1. Như vậy có phải là mình muốn giống cái định dạng trên không? Copy xuống. Chuyện gì xảy ra? Nó nhảy. Số này là số 1 chứ không phải là số 3, bởi vì là mục đầu tiên của cái hai la mã. Được chưa? Cho nên nó bị nhảy. Vậy thì chúng ta làm bằng cách là chúng ta không sử dụng cái numbering này, mà chúng ta sử dụng cái phía sau. Nó có sự liên kết từ mục lớn cho đến mục nhỏ. Và chúng ta chọn cái kiểu này. Đó, chọn kiểu đầu tiên. Như vậy, ở đây chúng ta có thể đổi cái số 1 này lại thành một cái kiểu khác. Một cái kiểu khác. Chúng ta sẽ đổi cái số 1 này thành la mã. Rồi, mình có ở đây là 1 lab 1. Enter xuống lab 2. Thì thay vì là mình enter xuống, mình có thể tab vô, nó trở thành là nội dung lý thuyết. Được chưa? Enter xuống nữa, nội dung bài lab. Rồi, quay trở lên đây. Nếu chúng ta enter xuống và chúng ta xóa cái này đi bằng backspace, rồi chúng ta gõ nội dung lý thuyết vô đây, nội dung chúng ta cần. Bây giờ tiếp tục, chúng ta xuống dưới này. Nếu như chúng ta để là control enter và chúng ta để là lab 2, và chúng ta lấy cái định dạng của mình là lab 1 ở trên, chúng ta đưa xuống, thì nó là hai la mã. Và lúc chúng ta enter thì nó ra ba la mã, và chúng ta nhấn tab thì nó là thành 2.1. 2.1, 2.2. Và nếu như định dạng ở trên này các bạn in đậm, in nghiêng xanh chữ lớn, bạn copy định dạng xuống. Copy định dạng xuống. Nó vẫn là 2.1. Nó không bị nhảy. Cái quá trình làm này thầy đang quay phim lại cho các bạn, cho nên cũng không có quá lo lắng. Tí nữa các bạn có thể xem lại. Như vậy chúng ta đã có cái định dạng ở đây. Nhưng mà nó hay hơn một cái nữa, là thay vì chúng ta copy từng cái như thế, tại vì chúng ta có hai trang à, nó dễ lắm. Nhưng mà giả sử cái báo cáo của bạn 5-70 trang thì các bạn không quản lý được, không quản lý được việc này, thì các bạn phải định nghĩa cho nó một cái gọi là style. Yeah. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi định nghĩa cái style cho cái bài của chúng ta. Như vậy trong phần này các bạn sẽ sửa lại cho thầy. Cái đầu tiên
các bạn sẽ cũng là thiết lập cái này và chọn là 123. Bây giờ nó là một la mã và mình cho nó là in đậm chữ xanh và size của nó là 16. Chữ xanh size 16. 16 thôi. Lắp 1 16. Ok, 20 đi cho nó lớn. Đó là cái mục đầu tiên. Mình cho là lắp 1, mình ghi ở đây lắp 1. Rồi, mình sẽ định nghĩa cho cái này nè. Định nghĩa cho cái này làm cái bài lắp. Được chưa? Như vậy ở trong này các bạn sẽ chọn vô và các bạn chọn cho thầy là create new cái style mới. Và bạn để cho thầy là lab. Ok. Chúng ta có thể set cái ở phía bên trong, chúng ta định nghĩa rất là nhiều thứ. Định nghĩa rất là nhiều thứ bên trong. Phong chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng, gạch chân, màu. Và nó có một cái nữa là phím nóng. Shortcut case. Để khi chúng ta làm, chúng ta muốn áp dụng cái này thì chúng ta chỉ cần bấm cái phím nóng là nó áp dụng ngay. Chúng ta cũng không cần chọn lên style. Ví dụ chúng ta nhấn Ctrl Shift và Ctrl Alt Shift đi. Lab. Cái phím nào mà nó đừng có trùng lại với Word nhé. Bây giờ các bạn muốn có thể trùng hay không thì các bạn kiểm tra trước. Ctrl Alt Shift L đi. Word nó không làm gì hết. Như vậy cái này nó không bị trùng. Tại vì trùng là nhiều khi mình bị hạn chế là Word nó để sẵn một cái phím nóng rồi. Ví dụ Ctrl L đi. Đó, Ctrl R, Ctrl L là canh trái. Mà mình dùng cái phím nóng Ctrl L luôn thì nó trùng lại, tức là mình mất đi một chức năng. Tại vì mình mới chỉ làm một bài lab đơn giản, mình làm một cái môn học nó đơn giản, nhưng mà sau này các bạn làm văn phòng á thì gần như là cái format của các bạn là các bạn xài liên tục. Mà các bạn làm mất đi một cái socket key của cái Word thì nó uổng đi. Cho nên là chúng ta tìm một cái nào đó mà nó đừng có trùng. Đừng có trùng để chúng ta làm. Ở đây mình để lại là lab. Rồi chúng ta chọn socket key là Ctrl Shift Alt L. Ví dụ như thế. Thì mình bấm cái gì nó sẽ ở đây. Mình chọn size và nó chấp nhận cái socket này. Đóng lại. Như vậy mình đã có được cái mục đầu tiên là về lab. Như vậy xuống đến cái mục thứ hai là cái bài lab 2 của mình đó. Đây lab 2 nè. Mình chỉ cần chọn cái lab 2, Ctrl Alt Shift L là tự động nó chuyển thành lab 2. Hoặc là các bạn click chuột lên trên này. Hiện nay cái chữ lab 2 của mình nó đang dùng cái style là normal. Vậy cái normal này nó là cái gì? Nó là font area, font chữ 11. Mình làm font chữ 13 đi. Được chưa? Cái của mình làm là font chữ 13. Mình gõ vô đây 13. Ok. Thì các bạn thấy tất cả nội dung này nó sẽ thay đổi theo. Đó, cái này phong chữ 13. Ok. Đấy, thì này nó lên 13 luôn nè. Bởi vì nó đã áp dụng cùng cái kiểu chúng ta làm lúc nãy là normal. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần nội dung của cái lab phía trước. Bây giờ mình sẽ định nghĩa tiếp đến cái phần nội dung kiến thức lý thuyết. Như vậy thì nội dung kiến thức lý thuyết là nó đi theo cái lab 1 này đúng không? Ví dụ lab 1 thì nó là 1.1.
Như vậy việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta định nghĩa cái này nó là lab luôn. Để làm gì? Để cho nó lấy cái cấu trúc ở bên trên và chúng ta nhấn tab. Chúng ta nhấn tab. Chúng ta sẽ chọn cái này. Đó là 1.1 là nó đi theo này nè. Này lúc nãy là chúng ta chọn này đúng không? Đó. Chúng ta nhấn tab vô là nó đi theo luôn nè. Vậy chúng ta sẽ định nghĩa lại cái này lúc nãy chúng ta làm nó bị mất rồi. Cái 1 này chúng ta đổi là thành 1 la mã. Ok. Đó. Và chúng ta cập nhật lại. Update cái lab chúng ta làm. Rồi cái nội dung lý thuyết này chúng ta không cần cho chữ lớn đâu. Chúng ta cho chữ nhỏ thôi. Đó, nội dung lý thuyết. Và chúng ta sẽ định nghĩa cái mà 1.1 này nè. Định nghĩa 1.1 này một cái style mới. Hồi nãy mình để là lab rồi đúng không? Bây giờ chúng ta để là một nhỏ đi. Một nhỏ ở bên trong. Mình đặt cái tên gì cũng được cả. Mình đặt bất kỳ tên gì. Shortcut M đi. Ok. Rồi. Và nếu đã làm như thế thì cái mục là nội dung bài lab này nó có phải là cùng mục nhỏ không? Click chuột vô đây. Được chưa nào? Tương tự như vậy xuống lab 2. Nội dung lý thuyết chúng ta cũng sử dụng là mục nhỏ. Nội dung bài thực hành cũng là mục nhỏ thì tự động nó sẽ nhảy cho chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta Control Enter xuống, chúng ta sẽ làm lab 3. Lab 3. Và tại lab 3 này Control Enter Shift L tự động nó nhảy thành 3 la mã. Enter xuống. Chúng ta gõ là nội dung lý thuyết. Và chúng ta chỉ cần Control Enter Shift M nó là 3.1. Và chúng ta làm cho đến bài lab 16. Được chưa? Mình tổng hợp cái quật của mình là đến lớp 6 thôi. Lớp 6. Rồi chúng ta sẽ làm xong. Và bây giờ chúng ta sẽ làm mục lục nè. Chúng ta sẽ làm mục lục. Rồi các bạn chọn ở đây. Copson. Ok. Rồi ok, chúng ta sẽ làm kết thâm. Ok. Các bạn cũng vào cái menu là reference, các bạn sẽ chọn vô đây tab of content và các bạn chọn vô kết thâm. Thay vì mình dùng những cái mẫu có sẵn của người ta. Được chưa? Như vậy khi các bạn hiện lên cái bảng này thì các bạn sẽ chọn vô phần option. Hiện nay nó đang đưa cái mục lục của chúng ta là có 3 cái mà người ta đã định nghĩa rồi. Điền gọi là heading 1, heading 2 và heading 3. Chúng ta bỏ này đi. Chúng ta không dùng. Lúc nãy chúng ta có làm là lab là mục lớn nè. Mục nhỏ là cái mục thứ hai. Cái này chúng ta sẽ chọn hai mục này thôi. Ok.
Đó, nó sẽ tự động tạo ra cho mình một cái mục lục. Được chưa? Đó, như vậy cái mục lục này chúng ta có thể là sử dụng để nhảy đến bất kỳ một cái mục nào. Nhảy đến bất kỳ cái mục nào của chúng ta. Bỏ cái 1, 2, 3 này đi. Và chúng ta nhớ là phải định nghĩa trước rồi nhé. Định nghĩa mấy cái mục này trước rồi chúng ta mới xài được. Đấy. Và chỗ này chúng ta để vô đây là mục lục. Ctrl E, Ctrl B. Đúng rồi. Đó, cho nó lớn lên. Như vậy là chúng ta đã có được mục lục. Bây giờ cái lab 3 của mình nó đang ở trang 8. Trang 8. Giả sử như cuối lab 2 mình có thêm dữ liệu, mình gõ vô đây. Đó, thì cái lab 3 của mình có phải là nó nhảy rồi không? Lab 3 của mình. Ok, mình gõ tiếp cho nó nhảy tiếp. Như vậy cái lab 3 của mình nó đã nhảy qua đến đâu rồi? Nhảy qua đến trang 11. Như vậy các bạn quay trở lại lên mục lục của mình. Nó vẫn đang là trang 8. Trang 8. Các bạn click chuột vô, các bạn click chuột phải, các bạn chọn update. Trong này nó có hai cái để update. Nếu như bạn chỉ có thay đổi số trang mà các chỉ mục của mình không có gì thay đổi cả, thì mình chọn là chỉ update phần số thôi. Ok. Là nó lên trang 11 rồi nè. Được chưa? Còn giả sử mà ở phần cuối này các bạn đã có thêm bài lab 4, Ctrl Internet Shift L, và mình đã có nội dung của cái phần lớp 4 ở đây. Được không? Mình đã có nội dung của phần lớp 4 ở đây. Mà khi các bạn update các bạn chỉ update số thôi thì cái lớp 4 không xuất hiện. Bạn phải update luôn cả cái phần dữ liệu ở phía dưới. Đó, thì cái lớp 4 nó xuất hiện. Tại vì sao cái này nó mang lên đây luôn? Tại vì cái nội dung này nè, nó không phải là normal mà nó nằm trong cái style của mình định nghĩa đó. Cho nên nó mang theo luôn. Thì chú ý cái phần này, nếu mà lúc mà chúng ta update mà nó mang lên menu thì chúng ta phải xem lại cái nội dung của chúng ta. Đó, menu của chúng ta chỉ có vậy thôi. Được chưa? Như vậy các bạn sẽ tập làm cái mục lục của mình với ba cái bài lab mà hiện nay mình đang có. Đó là nội dung của lab 4. Lớp 4 của mình là tạo lại một cái trang bìa. Được chưa? Và tạo các cái chỉ mục. Cái này chúng ta gọi là chỉ mục. Chỉ mục. Ha, mình tạo trên này cái style này nè. Mình tạo chỉ mục. Và quay trở lại mình tạo một cái mục lục. Như vậy là mình đã xong một cái lớp 4. Thì trong quá trình làm có gì khó khăn thì thầy sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn.